tiếp tục chào đón các bác đến với lại một siêu phẩm. Chiếc đèn Tiffany cây. Con này chiều cao 1m75 ạ. Và đặc biệt là chóa đèn rất là to các bác nhé. Chóa đèn đường kính 50. Đường kính 50. Cao 1m75, đường kính 50 ạ. Con đèn này có mức giá là 12 triệu. 12 triệu. Không thấp được các bác nhé. Nên em nó cao 1m75, gần 2m đấy ạ. Các bác nhìn không? Chóa đèn có thể quay tròn được. Đấy. Thiết kế họa tiết đúc rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đẹp từ dưới lên trên luôn chú bác. Chiều cao 1m75 mà bác. Đấy. Con đèn này thiết kế với lại 4 bóng các bác ạ. 4 bóng, 3 bóng ở trên chảo và 1 bóng ở trong cái bầu. Các bác có thể bật tắt từng bóng một cũng được. Nó có công tắc giật. Đấy. Chiều cao 1m75, chóa, cái chóa của cái này là 50, chóa của nó là rộng 50 ạ. Chóa rộng 50. Mức giá 12 triệu các bác nhé. 12 triệu chiếc đèn này. Chiếc đèn này là chiếc đèn là Tiffany, gọi là chùm nho đi. Đèn Tiffany chóa chùm nho nhé các bác nhé. Đèn Tiffany chóa chùm nho. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại là 0911 169 961 hoặc 0822281999. Đấy, mà các bác cứ xem tiếp đi. Em sẽ quay cho các bác xem chi tiết ạ.